Lý do Trầm Vũn Hương vai của Dương Tử không thể trở thành tuyệt phẩm bad ending như phim của Bạch Lộc. Trầm Vũn Hương vai của Dương Tử thành nghị kết thúc buồn, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Mới đây bộ phim Trầm Vũn Hương vai do Dương Tử thành nghị đóng chính đã kết thúc sau hơn một tháng lên sóng. Cái kết đau lòng của phim khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho cặp đôi chính. Tuy nhiên dù có cái kết thảm là vậy, Trầm Vũn Hương vai vẫn bị cho là chưa xứng đáng xứng danh tuyệt phẩm bad ending bằng Châu Sinh Nhiều Cổ của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân. Theo đó, ở tập cuối Trầm Vũn Hương phai, Ứng Uyên Thành Nghị đã quyết định hy sinh để bảo vệ cho chúng sinh tam giới. Quá đau lòng trước sự ra đi của người yêu nhan đảm Dương Tử, cũng quyết định quyên sinh bằng cách bóp nát nửa trái tim còn lại. Vốn là một mối tình đẹp, thế nhưng biên kịch lại khiến khán giả phải khóc hết nước mắt khi để cặp chỉnh cùng nhau bay màu. Nhiều khán giả cho rằng Trầm Vũn Hương phai xứng đáng nằm trong danh sách tuyệt phẩm bad ending như Châu Sinh Như Cổ của Bạch Lộc, Nhậm Gia Luân. Tuy nhiên mới đây có thông tin cho biết phía Zuko sắp chiếu phần phiên ngoại của Trầm Vũn Hương phai. Dù nội dung chưa được công khai, thế nhưng theo tiết lộ thì phần phim sau này chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng. Dẫu vậy vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng mức độ bi thương của Trầm Vũn Hương phai vẫn còn kém xa so với Châu Sinh Như Cố. Ở thời điểm phát sóng tập cuối, Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân đã gây sốt màn ảnh nhỏ và khiến bao khán giả phải rơi nước mắt. Có thể nói Châu Sinh Như Cố là một trong những tuyệt phẩm bad ending tạo thoát vòng trong năm 2021. Trong khi đó, hiệu ứng tập cuối của Trầm Vũn Hương phai lại có phần kém nhiệt hơn. Phim hầu như chỉ gây sốt với cộng đồng fan của diễn viên, chưa ít được khán giả quan tâm bàn luận. Ngoài ra, việc có thêm phiên ngoại Hạnh Phúc cũng khiến phim hợp tác đầu tay của Dương Tử Thành Nghị bớt đau lòng hơn. Dù vậy cũng không thể phủ nhận được rằng Trầm Vũn Hương phai vẫn là một trong những dự án phim nổi bật mùa hè năm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!